Rồi chào các bạn, mình cũng là Phúc từ fprocess.com. Hôm vừa rồi thì mình có nhìn thấy ở bên fanpage của bộ phim Mắt Biếc post cái poster này lên. Thì tất nhiên mình muốn chia sẻ với anh em cái cách để ông ta nháy cái màu của cái poster này và áp dụng cho hình của anh em. Rồi, đầu tiên phải nói là cái thể loại màu này nó hơi khó sử dụng, bởi vì các bạn thể để ý là cái hình của ta nó sẽ phải hơi có cái độ contrast cao một chút xíu, tức là nó có cái vùng chuyển sáng tối và trong đó vùng sáng tương đối ít, vùng tối tương đối nhiều, thì để làm nó nổi bật ở những cái vùng mà màu nó ám xanh thì nó sẽ nổi bật những cái vùng mà nó không có mà ám màu, đa số là màu vàng kiểu như thế này thì nó nổi bật lên. Còn có bạn comment hỏi mình, có post trên fanpage của mình, các bạn comment hỏi là làm sao để mà chụp được ánh mắt như này. Đầu tiên á là các bạn có thể đơn giản thôi, hầu như mắt ai cũng trong, mình khẳng định một điều, mắt ai cũng trong hết, cho nên là để chụp như vậy á, các bạn sẽ cần một nguồn sáng tương đối mạnh hắt vào trong mắt, hắt trực tiếp vào trong mắt, và chắc ăn thì hơi góc nghiêng một chút xíu để cho nó có cái bởi vì con người của mình á, rồi những cái tế bào trong mắt á, nó sẽ có cái độ chuyển sáng ánh sáng vô á, thì nó sẽ hắt cái bóng dưới và chúng ta nhìn vô cái mắt của mình nó sẽ có cái chiều sâu ở trong đó ha, chứ còn hắt trực tiếp vào mắt như vậy thì nhìn nó hơi flat, nhìn nó hơi phẳng một chút xíu, thì ánh sáng mà nó hơi nghiêng chút xíu thì nó sẽ ra được cái độ nổi như thế này và làm cho mắt của chúng ta nó có chiều sâu hơn, nó trong hơn ha. Rồi thì đơn giản là vậy thôi, anh em có thể để ý cái cách để chúng ta nháy cái màu này á, thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ là Lightroom, và cái màu thì nó khá là đơn giản thôi. Về cái tông màu, các bạn thể để ý là đa số là cái sắc nó hơi ám xanh, bởi vì có thể là dụng ý của đạo diễn ở trong cái bức hình này là tỏ cái gọi là hơi u buồn chút xíu, nhìn mắt thì nó có thể rất là hy vọng đó, nhưng mà nó hơi u buồn chút xíu cho nên là ám xanh. Thì chắc ăn là ảnh cưới thì không dùng cái này được rồi nhá, ảnh cưới ảnh trẻ em là không dùng cái style màu này được, nhưng mà ảnh chân dung thì ok, ví dụ các bạn cần cái bày tỏ cái sự gì gọi là hơi đa sầu đa cảm chẳng hạn hết. Rồi đây mình sẽ sử dụng cái stop này, stop này của bạn nào thì mình không nhớ tên cho nên là đây mình sẽ coi thử coi là bạn này có để tên stop ở trong cái folder không. Bạn Minh Châu ha, stop của bạn Minh Châu. Rồi, stop này thì mình sẽ để link ở phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là dưới phần comment, anh em có thể tải về để thực hành nhé. Mình không tìm được cái stop nào khác mà dạng như là cái hình, cho nên là hình hình mẫu poster đó, nên là mình sẽ sử dụng cái stop này thì nó khá là tương đồng. Rồi, công cụ mình sử dụng đây là Lightroom, các bạn có thể sử dụng Camera Raw thì nó tương đương, nó gần như không khác gì cả ha. Rồi, đầu tiên thì ở trong Lightroom thì mình sẽ chỉnh sơ sơ bộ một chút xíu về những cái gọi là cơ bản, ví dụ như là màu sắc. Highlight shadow thì mình sẽ tăng giảm nhẹ thôi. Contrast thì chắc chắn là mình phải tăng. Các bạn để ý ở trong cái hình của ông tài đa số là nó hơi 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 contrast tương đối cao chút xíu. Rồi, exposure thì mình giảm chút xíu. Texture, dehaze thì mình sẽ giảm đi để cho nó giảm cái gọi là độ nặng xuống, bởi vì bản chất chúng ta đang là màu ám xanh rồi, cho nên là nếu mình sử dụng cái contrast, cái detail của mình, cái chi tiết của mình nó mạnh quá thì nhìn của mình nó sẽ hơi gắt và nó không có cái độ mềm mịn cần có ha, thì mình cho nó mềm mịn chút xíu thì mình giảm texture và giảm dehaze đi, clarity không chỉnh. Rồi phần màu trắng thì chúng ta đang bị ám hơi nhiều, nhưng mà có lẽ là mình sẽ không có chỉnh gì nhiều quá, mình sẽ giảm nhẹ thôi. Ok, rồi tiếp theo là ở phần sharpening thì mình sẽ tăng nhẹ lên. Tăng sharpening thì chúng ta phải tăng masking lên, các bạn thể đè phím alternate, phím on hoặc là phím option thì đó, thì các bạn thể thấy cái này. Rồi noise reduction mình tăng nhẹ lên chút xíu, và khá là ok ha. Rồi tiếp theo, đầu tiên thì mình sẽ tăng giảm cái tông chung một chút xíu, thì mình ở phần calibration là đại khái là chúng ta sẽ thay đổi cái gam màu của chúng ta. Đầu tiên á là phần red primary thì màu đỏ chúng ta có thể không thay đổi nhiều, thì mình đơn giản là giảm cái red primary đi, bởi vì ở trong cái phần sắc tố da của mình nó sẽ có màu đỏ, cho nên là mình giảm cái đỏ đi chút xíu để cho nó add bớt cái phần màu cam ở trong da người đi ha. Primary thì các bạn để ý là phần màu xanh lá cây ở đây chúng ta sẽ cần phải tăng lên khá là nhiều, các để ý nè, trong cái hình mẫu này đó, rồi đại đó, màu xanh lá cây nó lên nó rất là mạnh, cho nên là chúng ta tăng nhẹ màu xanh lá cây lên, tăng mạnh màu xanh lá cây lên. Ok, rồi màu xanh dương thì mình cho nó giảm lại chút xíu, bởi vì màu xanh dương với lại cái màu vàng á, màu xanh dương và màu vàng nó gần đối lập nhau, cho nên mình giảm bớt đi, mình tăng màu này lên thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái phần màu đỏ nó hồng lên, nó khá là ok. Tất nhiên là với hình này thì nó sẽ không có nổi bật cái phần màu hồng đó,
Tuy nhiên một cái vấn đề là nó liên quan tới cái white balance thì tí nữa mình sẽ chỉnh cho anh em thấy, bởi vì mình đang muốn đẩy nó hơi sang màu hồng, đang hơi sang màu tím, thì chút nữa mình giảm cái white balance xuống á, màu xanh lá cây á, thì nó trộn lại và nó sẽ cho chúng ta một cái màu nó hơi gọi là cái màu nó đối lập, để sao diễn tả cho anh em hiểu cái gì mình đang diễn ra trong đầu mình. Đó là cái white balance đây. Cái ba lan ha, màu xanh thì nó đối lập với màu đỏ, cho nên là ở đây mình muốn tăng màu đỏ lên, bởi mình dình giảm màu xanh đi mà, thì mình sẽ làm cho nổi bật cái phần màu hồng, da hồng lên, sau đó mình sẽ giảm cái white balance đi, thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái màu nó tương đối nó hơi ảm ảm như thế này đó, thì nó sẽ ra khá 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 cái tông mà nó kiểu như này rồi ha. Thì tí nữa chúng ta làm tiếp tục thôi. Rồi ok, thì kiểu thế mình giảm white balance đi chút xíu, giảm cái temperature đi chút xíu, rồi thì phần dưới này mình cảm thấy vậy là ok rồi. Rồi tiếp theo nữa là phần sleep toning, thì bởi vì chúng ta sẽ cần có một cái màu ám mà nó hơi ám, các để ý ở phần màu xanh ở phần 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 dưới cái phần tối á, thì các bạn sẽ thấy nó hơi có một chút màu xanh trong đó, và đã có màu xanh rồi thì mình sẽ phải có một cái màu nó cân bằng lại. Rồi tiếp theo shadow thì mình sẽ đâu rồi, mình sẽ chọn, mình sẽ đẩy nó hơi qua phần màu xanh lá cây một chút xíu vậy thôi, như vậy thôi ha. Phần highlight thì mình sẽ chọn cái màu nào đây, màu xanh lá cây rồi đúng không, hơi hơi màu xanh lá cây rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng màu hơi đỏ, hơi 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 vàng vàng chút xíu đi, để cho nó cân bằng lại, và mình có thể là mình sẽ white balance mình tăng lên, để cho nó mình sẽ sử dụng nhiều cái highlight, nhiều cái phần màu vàng này ém nhiều hơn, chứ chúng ta không sử dụng nhiều cái màu xanh lá cây ở đây ha. Có thể là mình sẽ giảm đi hơn chút xíu nữa, rồi khá là ổn. Đây là trước này, đây là sau, trước sau trước sau, nó ém cái phần màu xanh lá cây, như vậy là khá là ok đó. Rồi tiếp theo thì bởi vì các bạn đang thể cảm thấy cái màu chúng ta nó ém hơi nhiều, cho nên là công việc của chúng ta tiếp theo á, là chúng ta sẽ phải thay đổi cái phần màu sắc đi chút xíu. Đầu tiên là mình sẽ phần orange thì mình sẽ đẩy nó qua màu màu cam của phần màu da đó, thì mình sẽ đẩy nó qua màu vàng chút xíu. Có để ý này, nó không có cam nhiều quá, cho nên là đâu rồi đây đây đó, nó không có cam nhiều quá mà nó đa số là phần màu vàng, các bạn để ý phần màu chuyển này đó, đa số là màu vàng, cho nên là đây mình cũng sẽ làm tương tự như thế. Rồi tiếp theo cái phần màu khác, yellow thì mình sẽ hơi chuyển qua cam tí xíu thôi, chủ yếu là hồi nãy ở trên này thì mình đẩy qua đây tí. Rồi green thì mình sẽ đẩy nó qua phần hơi màu vàng chút xíu. Rồi những cái phần màu khác thì mình có thể mình đẩy đại lên, để mà ở những cái hình mà chúng ta cần nó có cái độ thay đổi á, những cái hình khác nhau, chúng ta sử dụng cái này cho một cái reset chẳng hạn vậy, thì nó sẽ có cái gọi là có đổi khác đi chút xíu. Rồi ở phần saturation, các bạn để ý là màu chúng ta đang hơi bị rực, trong khi những cái màu của họ thì nó khá là chìm ha, nên là mình sẽ giảm cái luôn đây, giảm cái saturation xuống, giảm ra saturation xuống. Tí nữa thì cái phần màu 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 luminance thì chúng ta sẽ kéo cho nó đậm lại, còn như hiện tại thì mình sẽ làm cho nó hơi gần như là xuống hết. Tuy nhiên ở đây có một cái, các bạn để ý này, cái phần màu tím á, đây cái phần màu tím này họ không giảm ha, họ không giảm, cho nên là mình sẽ gần như để nguyên, mà mình sẽ chỉ giảm tí xíu thôi, để cho nó ra giữ được cái màu tím nếu có ở trong bức hình của mình, nhưng cái stock này nó không có nên là thua. Okay. Rồi tiếp theo những cái phần này thì mình sẽ làm cho nó tối đi chút xíu. Orange, orange thì ở đây có lẽ là mình sẽ không kéo, bởi vì các bạn để ý này, phần màu kem nếu chúng ta kéo xuống thì cái phần ở trên mặt của chúng ta nếu có những cái hình của bạn có thì nó sẽ bị chìm theo, cho nên là đây mình sẽ dìm tất cả những màu khác trừ màu kem ra ha, trừ màu kem, màu vàng kiểu thế, thì mình sẽ không có giảm nhiều, mình sẽ chỉ giảm tí xíu thôi, kiểu như là để cho có thôi, còn lại thì mình sẽ coi thử như thế nào, đặc biệt là phần màu màu xanh lá cây chắc chắn là phải dìm rồi, màu xanh lá cây có lẽ là mình dìm mạnh hơn chút xíu đi. À, rồi những cái phần khác thì mình không thay đổi đó, kiểu thế. Rồi màu sắc về cái SL là ok ha, nếu bạn nào không thấy thì chúng ta mở rộng cái này lên và chọn ôn thì nó sẽ ra, còn không thì các bạn sẽ thấy từng cái từng cái từng cái như thế này, mình thì thích chọn ôn để cho có bao nhiêu nó hiện ra hết. Rồi tiếp theo ở phần màu khác thì các bạn để ý là nó, ta cùng xem lại coi là cái của ông ta nó đã như thế nào. Rồi đây mình sẽ click đôi, mình mở ra luôn đi để chúng ta dễ so sánh ha. Tạm thời là khá là ổn ha, tạm thời khá là ổn, tuy nhiên là mình nghĩ là mình có thể thay đổi một chút xíu ở phần
tone curve này chút xíu. Đầu tiên là phần màu trắng thì mình không nghĩ là những cái hình khác nó sẽ có cái phần màu trắng tương tự, cho nên là mình sẽ giảm cái phần màu sáng của màu trắng đi và màu đen thì mình đưa lên chút xíu để cho nó cân bằng, nó nhẹ lại chứ hình nó tức là mình tăng sáng ở khu vực tối lên chút xíu, bởi vì cái màu này đang là màu ám lạnh cho nên là tự nhiên mình đẩy nó lạnh quá hay là như nào thì nó không ok. Rồi à, đâu rồi, phần này thì mình sẽ cho nó ám xanh hơn. Hồi nãy thì chúng ta ám xanh ở phía trên mà mình cảm thấy nó chưa có phê lắm, cho nên là mình sẽ giảm nhẹ đây, đã giảm hai đầu luôn. Tức là màu mình có biết phải phân tích cái màu curve này nó khá là nhiều phiền phức ở trong này, nên là mình sẽ có những cái video sau phân tích nhiều hơn về curve ha. Thì các bạn để ý hồi nãy mình có nói đó, màu đỏ đối nghịch với lại màu xanh, cho nên đây mình muốn tăng màu xanh cho nên mình giảm màu đỏ xuống, thì mình muốn nó cân bằng. Giảm thì đây chúng ta giảm màu và giảm ánh sáng luôn, cho nên là mình đẩy hết kể cả thanh trên mình kéo xuống và thanh bên này mình cũng giảm xuống so với lại cái thanh trục giữa ha. Rồi và để cho nó cân bằng thì mình sẽ giảm luôn những cái kênh khác, ví dụ như là kênh green mình cũng giảm tí xíu chẳng hạn thế. Rồi kênh blue mình cũng sẽ giảm chút xíu, mình giảm gọi kênh blue thì màu màu blue thì nó sẽ đối nghịch với lại màu vàng, cho nên khi chúng ta giảm cái vùng blue của màu highlight như này á thì phần highlight của chúng ta, cái phần trắng á, phần sáng á, nó sẽ hơi ám màu vàng chút xíu đó, và mình cảm thấy khá là ok. Mình sẽ thu gọn lại cho xíu coi. Rồi, hình này của chúng ta thì nó hơi sáng, trong khi cái hình của bác Victor Vũ thì nó hơi tối chút xíu. Thì có lẽ là mình sẽ cân chỉnh về phần profile thì mình remove đi. Còn effect, effect thì mình sẽ giảm cái phần này đi, giảm cái amount của cái post crop VNX đi để chúng ta có một cái là tối góc á, đại khái nó tối góc để cho nó hơi tối chút xíu. Đại khái thế. Rồi filler mình tăng 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 mạnh lên để cho nó nhẹ nhàng lại đó, kiểu thế. Grain thì mình tăng nhẹ lên chút xíu, hoặc là nếu các bạn muốn cho nó trong sáng thì mình không có đụng tới grain luôn, thì chúng ta đã có một cái hình kết quả cuối cùng kiểu như thế này. Thì mình có thể tăng sáng lên chút xíu và tăng cái contrast lên đó, thì chúng ta sẽ có bức hình na ná như kiểu style của bác Victor. Như là hình này thì nó không có thể hiện rõ quá bởi vì cái phần phần nắng của chúng ta nó không có gọi là tập trung quá nhiều, thì mình sẽ thử với một số cái hình khác coi sao. Đây mình thử với hình này coi sao, click qua và sync tất cả luôn đó. Thì đây mình sẽ tăng white balance lên chút xíu, tăng sáng lên chút xíu, giảm white balance đi gọi. Đó thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như này. Tất nhiên là anh em có thể chuyển qua cái Photoshop để chúng ta thay đổi cái phần retouch về phần cái mắt đó. Mắt thì mình đã có cái video rồi, cho nên là anh em có thể tham khảo ở những cái video nhé. Tăng nhẹ lên chút xíu, đó thì nó sẽ ra kết quả kiểu như này. Đó thì nếu như anh em muốn giống hơn với lại của bác Victor Vũ thì anh em có thể chụp theo cái concept kiểu như này. Tất nhiên ở đây mình đang hướng dẫn anh em cái cách ra cái tông màu tương tự ở đó, còn lại thì chuyện chụp để chúng ta có cái stock tương tự thì đó là trong chuyện trong vòng tay anh em thôi ha. Thì cái cách đó là cái cách để chúng ta nháy cái màu của bộ phim Mắt Biếc. Thì mình có phân tích cho anh em cái cách mình định hình từ đầu tới cuối, và cũng như là mình sử dụng những cái tool ở trong Lightroom như thế nào đó. Thì hy vọng là anh em có một chút gì đó để chúng ta gọi là có cái hình dung trong đầu về cái cách để chúng ta nháy một cái bức hình nhé. Hồi nãy giờ thì đa số là mình nháy màu theo cái kiểu màu thôi, chứ mình không có đụng nhiều tới phần ánh sáng. Dĩ nhiên là trong những cái phần tone curve hoặc là những cái phần tăng giảm sáng thì mình cũng có đụng tới về phần ánh sáng. Tuy nhiên là nó sẽ là một cái câu chuyện khác ha. Còn ở đây thì chúng ta đang nháy màu, thì mình theo mình thì cái bộ màu kiểu này là khá ok. Thì ở đây các bạn muốn thì các bạn thể đẩy cho cái contrast nó cao hơn chút xíu nữa. Tuy nhiên là để chụp như này thì anh em cố gắng chụp file raw nhé, để chúng ta đẩy contrast lên cho nó mịn nhất có thể. Thì tone curve, cái tông màu cơ bản thì chúng ta đã đạt được rồi. Đó thì đó là cái cách để chúng ta làm. Mình sẽ lưu cái này thành một cái preset rồi mình chia sẻ cho anh em luôn. Và bên cạnh đó thì mình có rất nhiều những cái bộ preset khác, gọi là preset cao cấp luôn, tùy với những cái nhu cầu của anh em có thể lên tham khảo ở trên trang hpphotoshop.com, hoặc là anh em vô trong cái fanpage của mình sẽ có rất là nhiều thông tin về những cái bộ preset đó và giá rất là ok.
À, rồi, đó là toàn bộ video này. Nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu, nhấn nút subscribe, đăng ký. Và nếu em thích video này, đừng quên nhấn like nhé. Và chia sẻ cho bạn bè để gọi là lan tỏa cái kênh của mình nhiều hơn. Mình rất cảm ơn anh em trong thời gian qua ủng hộ mình. Và bye bye anh em, mình sẽ hẹn gặp lại anh em vào trong video tiếp theo.